Thưa quý vị, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 sẽ là sự kiện điểm nhấn trong mùa hè này của thành phố bên bờ sông Hàn. Vì vậy, các công ty lữ hành đã đưa ra nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn để thu hút khách đến Đà Nẵng trong thời điểm diễn ra lễ hội này. Sau khoảng thời gian dài ảnh hưởng dịch COVID-19, sự trở lại của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng được các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch đón nhận tích cực, kỳ vọng cho việc thúc đẩy phát triển du lịch thành phố trong giai đoạn phục hồi. Lễ hội pháo hoa quốc tế là một trong những cái sự kiện lớn của thành phố hàng năm. Tuy nhiên 3 năm dịch vừa rồi thì ngưng, cho nên lần này quay lại sẽ hành tráng hơn và hy vọng lượng khách đến Đà Nẵng sẽ tăng đột biến. Chúng tôi kỳ vọng là một cái thu nhập lớn trong cái dịp pháo hoa quốc tế. Các đơn vị lữ hành trên địa bàn cho biết đã nhận được nhiều thông tin quan tâm của du khách đến lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm nay. Ngay khi có thông tin về lễ hội này, các đơn vị đã có kế hoạch chuẩn bị từ sớm để đưa ra nhiều combo ưu đãi chất lượng cho du khách. Nhân dịp này, Việt Tô cũng đã tung ra nhiều combo hấp dẫn như là vé máy bay cộng với khách sạn hoặc là phòng khách sạn cộng với vé pháo hoa. Điều này cũng rất thuận tiện cho khách hàng có nhiều lựa chọn hơn trong dịp pháo hoa quốc tế này. Chúng tôi đã xây dựng những cái chương trình sản phẩm bao gồm có combo về vé, về xe, về phòng ở khách sạn và các cái sản phẩm tour kết hợp với lại pháo hoa và thu hút được cái giá tốt cũng như là cái sản phẩm chất lượng mới. Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng vào thời điểm trước dịch COVID-19 đã thu hút đông đảo du khách đến với thành phố, mang về nguồn thu lớn cho du lịch. Đây là cơ hội vàng cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch thu hút khách. Với sự chuẩn bị đầu tư các sản phẩm mới, các đơn vị kinh doanh du lịch kỳ vọng lượng khách đến thành phố sẽ tăng khoảng từ 25 đến 30% so với thời điểm cùng kỳ trước dịch.